À, bé què hôm nay mình cho bé què trái banh chơi đó, thì bé què rất là khoái, tuy hai cẳng sau không có điều khiển được, có hai cái chân trước thôi, nhưng mà bé què rất là nhanh lẹ và thông minh. À, này có lát là cắn cái bàn mà cắn cái bàn không được rồi, À, xin chào nhà, trở lại kênh của Tính Mật TV, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì hôm nay bé què được mình cho lấy đồ chơi ra chơi. Để đi mình đi sưu tầm mới đồ chơi để cho bé què chơi đây. Ai quá chừng luôn, quá chừng luôn. Nè nè, chạm cái đi. Ừ, chạm cái đi. Quá chừng đồ chơi luôn, quá chừng trái banh luôn. Ồ, xung quanh ta đồ chơi nhà luôn. Chơi đây. Cái miệng chút xíu mà đòi cắn trái banh rồi cả nhà, tiếu không? Bé què còn còn cái bú cho này nữa nè cả nhà. Đó, đây có cái bú bự bự nè, cái cục bú nè, nổi lên nè. Nhưng mà rất là lanh.
nó rất là thích người mà không biết sao mà bỏ rơi ngoài đường không biết sao luôn cả nhà. Nó rất là quấn quýt với con người. Đó, còn mấy mấy đứa kia nó đi tô ráo rồi là mấy anh chị ăn xong là liếc nhìn nó à, không không thèm chơi với nó à, thấy người ta tàn phế rồi tàn tật không ai chơi với con nè, không ai chơi với con trai chơi nè, cha cho con cộng dây chuyền bự chọc bá luôn nè, gỉ 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 nhột chưa nè, nhột không, nhột không, cái răng chút xíu à, cái răng mới nở à. À cái răng có như đây nè, mà đã cắn người ta cắn đâu có vô á. À, ngứa nú lắm, ngứa nú lắm cả nhà. Nè, bên đây nữa nè, nè cắn đi cắn đi nè, vừa luôn nè, vừa tầm luôn nè. Ừ, cắn đi cắn đi, nhậu chưa nhậu chưa nhậu chưa nhậu chưa. Nhậu chưa nhậu chưa, cắn đi nhậu chưa cắn đi. Nhậu chưa nhậu chưa, không cắn tay tôi nha, không ăn gian nha. Ừ. Không chơi nè, không chơi nè, không chơi nè, không chơi nè, không chơi nữa, không chơi nữa. Nhỏ gì mà có râu, nhỏ xíu mà có râu đen xì rồi, có cọng bạc nữa chứ. Đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi đâu vậy, què thì ngọn chỗ đi, đi đâu vậy, cắn tôi hả? Đồ chơi không cắn mà cắn tôi, chắc tôi lấy cái kéo tôi cắt không còn cọng râu quá, già mới nhỏ xíu mà già có râu bạc nữa nè trời. Thôi xin dừng video tôi đây cả nhà, để chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Thôi xin chào, bye bye con, bye bye. À, chúc mọi người vui vẻ nha. Cô chú anh chị có ai có đàn cho gửi cho con ăn nha, con đói quá nè nè. Cha mập của con thì quá trời anh em luôn mà không có làm, không có đi đâu hết á, thiệt là buồn. Thôi xin chào. À, chúc cả nhà vui vẻ nha, cả nhà xem nhớ bấm cho mình một like để kênh mình phát triển nha cả nhà. Thôi xin chào.